chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ đi giải đáp thắc mắc của một số khách hàng Đó chính là đối với dòng sản phẩm nước uống collagen đến từ Hàn Quốc như thế này thì chúng ta nên uống theo liệu chính như thế nào và uống bao lâu thì có hiệu quả trong các video trước thì kiểu anh đã có chia sẻ về công dụng cũng như là cách dùng sản phẩm nước uống collagen 10.000 10 VP đến từ Hàn Quốc này rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì để nói kỹ hơn về cách dùng cũng như hiệu quả trong bao lâu thì kiểu anh sẽ giải đáp rõ trong video ngày hôm nay. Như kiểu anh đã nói việc uống collagen là một trong những cái bước mà chăm sóc da cũng như là giúp cho da của chúng ta là bị lão hóa chậm hơn và khiến cho cái quá trình lão hóa nó gần như là không đến với chúng ta ấy. Tuy nhiên thì với bên cạnh việc là chúng ta sử dụng các sản phẩm dưỡng da từ bên ngoài, cung cấp collagen từ bên ngoài thì việc chúng ta uống collagen và cung cấp collagen từ bên trong cũng là vô cùng cần thiết. Và chính vì vậy dòng sản phẩm nước uống collagen 10.000 10 VP đến từ Hàn Quốc này là một trong những dòng sản phẩm đang được các bạn nữ lựa chọn nhiều hơn cả. Vậy thì sản phẩm này dùng trong bao lâu hiệu quả. Đối với con gái Hàn Quốc khi mà người ta sử dụng một sản phẩm chăm sóc da nào đó, người ta sẽ có thời gian nhất định. Tuy nhiên thì chúng ta phải sử dụng trong thời gian dài nó mới có hiệu quả về lâu dài và hiệu quả rõ rệt. Và đối với dòng sản phẩm nước uống collagen này cũng vậy. Thời điểm tốt nhất nếu như theo các chị em phụ nữ Nhật Bản và Hàn Quốc uh, thường sử dụng dòng sản phẩm này chia sẻ đó chính là chúng ta nên uống vào buổi tối trước khi đi ngủ và nhất là trong khi mà bụng của chúng ta đang rỗng như vậy thì cơ thể của chúng ta mới hấp thu được hết toàn bộ collagen, đồng thời là mới có tác dụng hiệu quả. Và với dòng sản phẩm này chúng ta sẽ uống trong vòng 3 tháng và sau 3 tháng chúng ta sẽ nghỉ một tháng. Và sau một tháng đó chúng ta lại tiếp tục uống theo liệu trình 3 tháng. Và Tất nhiên là đối với con gái ở Hàn Quốc hay là Nhật Bản, người ta sẽ không dùng ngày 1 ngày 2 rồi người ta bỏ đâu, mà người ta sẽ dùng theo một liệu trình khá là dài như kiểu anh biết. Đó chính là người ta dùng khá là lâu dài về sau, có thể là từ 1 năm 2 năm, 3 năm, thậm chí 4, 5 năm và 10 năm cơ. Với việc dùng như vậy thì sẽ giúp cho da của họ được đẹp hơn, đồng thời là ngăn chặn quá trình lão hóa hiệu quả hơn so với bất cứ người không chăm sóc da nào. Và chính vì vậy, khi mà chúng ta sử dụng collagen thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Oanh rằng chúng ta nên sử dụng trong một thời gian dài và kiên trì, như vậy hiệu quả nó mới cao hơn. Và thêm một câu hỏi nữa đó chính là mọi người hỏi Kiều Oanh rằng là với sản phẩm collagen như thế này thì uống bao lâu thì sẽ có hiệu quả câu trả lời đó chính là sẽ tùy thuộc vào cơ địa của từng người ờ, tuy nhiên thì hầu hết đó chính là từ một tháng đến 2 tháng chúng ta đã nhận thấy sự khác biệt ở trên da của mình rồi đối với những chị em phụ nữ mà da của chúng ta yếu da của chúng ta đã từng trải qua nhiều việc giống như là chị mụn này hay là da của chúng ta lão hóa nhanh do nội tiết tố có thể là do nhiều vấn đề khác thì việc sử dụng collagen cũng phải đến 2 tháng mới có kết quả Tuy nhiên đối với một số chị em phụ nữ cơ địa của họ khá là tốt Cũng như việc là da của họ, cái tình trạng da của họ cũng khá là tốt Họ chỉ uống để giúp là da của mình được đẹp hơn thôi Thì sử dụng collagen chỉ sau một tháng thôi họ đã thấy hiệu quả nhất định rồi Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái việc hiệu quả này Nó còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người đúng không ạ? Và các bạn cũng hãy nhớ cho Kiều Oanh rằng là bên cạnh việc chúng ta sử dụng collagen để giúp da cho mình da của mình đẹp hơn thì cũng hãy nhớ rằng là chúng ta kết hợp với việc ăn uống cũng như là luyện tập thể dục thể thao Tất nhiên là nếu như việc bạn sử dụng collagen này nhưng bạn lại thường xuyên thức đêm hay là bạn thức tới sáng chẳng hạn Thì da của bạn sẽ không có phương pháp nào cứu chữa được đâu Vậy nên hãy vậy nên là hãy nhớ nhá Bên cạnh việc sử dụng collagen hay ăn uống lành mạnh Hạn chế những loại thức ăn gây hại cho da cũng như là tập luyện thể dục thể thao và nhất là tập luyện yoga để da của chúng ta đẹp hơn cũng như là dáng của chúng ta đẹp hơn. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước uống collagen 10.000 10 VP đến từ Hàn Quốc này. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.